Em xin chào các bác yêu nan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4. Em tiếp tục lên một clip về các loại hàng giò đều đang có nụ và đang hoa để phục vụ các bác yêu nan trên toàn quốc này. Đây là giò vôi, giò hoàng thảo vôi Bắc các bác nhé. Giò này mới ghép được từ trước Tết thôi. Thì tình trạng cây là ghép là rất là ổn định rồi và mầm đang lên. Đấy. Và trên giò vôi này ấy thì nó có nhiều mặt hoa các bạn, thậm chí cả về họng hoa, có họng thì xước, có họng thì trắng, có họng thì vàng các bạn, và cánh hoa cũng thế. Đấy, đây cánh hoa có cánh thì rất là tím đây, và có cánh thì lại hồng, hồng đậm và hồng nhạt đây các bạn này. Đấy, như vậy là giò này, em quên mất, hôm nay là em quay bán hộ anh trai em nhé. Các bác vui lòng liên lạc theo số điện thoại 0912 699 280. Đây là giò vôi này, là 2,5 triệu này các bác này. Đấy, giá thể là nó dài hơn 1 mét ấy, và gồm có 2 chạc, chạc trên chạc dưới đây. Đấy, và đây bên này cũng một giò vôi to nữa này các bác này, cũng đang nụ và mầm lên rất nhiều. Đấy, và giò này cũng đang nụ rất là nhiều đây các bác ơi. Đấy, và một số cành hoa nó cũng tàn rồi nên là bác cũng vặt đi rồi. Đấy, nhưng mà nụ vẫn còn đang như pháo luôn. Đấy, tí bên dưới kia cũng còn một giò vôi rất to nữa thì cũng giá là đều là 2,5 triệu. Còn bây giờ em sẽ đi xuống để em quay rất là nhiều sơn thủy tiên này với lại kiều vàng này, ý ngọc và còn mấy loại nữa đấy để phục vụ các bác nhé. Đây các bác ơi, em tiếp tục đây lên giò sơn thủy tiên. Nói chung là giò này siêu to rồi nhé các bác nhé. Giò này là mã số 5, 800.000. Thì đấy, nụ thì như này, em không đếm đâu các bác nhé. Đây mã số 8 này, 700.000. Rồi, mã số 19 này, 800.000. Mã số 19 800.000 đây, nụ đây các bác. Mã số 10 800.000. Nói chung là hôm nay trời tối phải xách ra đường quay để lấy ánh sáng đây các bác. Các bác thông cảm nhá. Quay rồi. Thôi. Mã số 18 này, 800.000 này các bác này. Đấy. Ông ơi, ông dịch chuyển này về sân. Đây, mã số 15 này, 600.000 này các bác này. Siêu đẹp luôn. Đồ ok. Mã số 12 800.000 này các bác này. Nụ nhiều lắm. Các bác chơi hoa long lanh và nung ninh luôn. Một giò này để phòng khách thì không phải nghĩ. Còn mùa Covid này đã có bưu điện với Viettel chuyển đến tận nhà. Đây giò này đẹp mà rẻ này các bác này. Số 11 500.000 này. Đây các bác. Ok chưa? Ok. Đây là giò số 2 này các bác này, 700.000 này. Rồi. Giò số 16 này, 800.000 này. Em đứng xa tí cho các bác nhìn thấy độ khủng nhá. Rồi ok. Đẹp quá, phải quay, không để nó nỡ bước các bác, để tới tay các bác yêu nan. Đây là giò số 17 này, 700.000. Quá rẻ đúng không các bác?
700.000. Chậu toàn đường kính trên 30 nha các bác nha. Để các bác thấy độ khủng. Đây là giò số 6 này, 600.000 này các bác này. Đây nha. Rồi, ok. Đây là giò số 4 này, 700 này. Đấy, số 4, 700.000. Nụ thì chi chít thì chịt nha các bác nha. Phân bố cực kỳ đều luôn. Đây là giò số 7 này, 700.000 này. Bác cái dạo này như kiểu sắp vỡ nợ sao bán rẻ thế. Đây giò này thì siêu khủng này, giò số 14 này, 1.200.000 này. Anh bưng lên để cho ngang ngang người đấy. Đây các bác nhìn thấy chưa? Ui dồi ôi. Có cái cây giá, cây của nó, cái độ dài có cây nó phải đến nửa mét các bạn. Nửa mét. Giò số 9 này, 800.000 này các bạn này. Rồi rồi, ok ok. Giò số 1 này, 700.000. Giò số 1 này 700.000 này các bác nhé. Giò số 3 này 800.000 này. Rồi. Giò này là giò số 13 này, 800.000 này. Các bác nhìn này. Ôi nụ này. Mùa Covid này thì các bác cứ ngồi ở nhà là khác, có bưu tá của bưu điện mới Viettel mới giao hàng nhanh là mang vào ship đến tận chân giường luôn. Đây, giò này trồng trên khúc gỗ nũa này. Đấy, giò số 21 này. 500.000. Ok chưa các bác? Nụ thì nhiều. Đấy. Đây ạ, có một giò sơn thủy tiên mắt đen, giò số 24. 1.000.000. Trồng trên thớt gỗ này nhé các bác nhé. Đây ạ. Rồi ok. Giò không số 800. Đây giò này, giò không số này 800.000 nhé các bác nhé. Giò này thì rất là đặc sắc này các bác này. Đây các bác nhìn thấy nó có ba cái chân, ba cái chồng giống như kiểu trên cái ghế ấy. Giò này cực đẹp luôn. Nói chung về thẩm mỹ là giò này nó đúng ra phải trên 1.000.000 đấy. Rồi. Giò số 22 này. 500.000 này. Đấy. Rồi, hàng này thuần, giò này thuần 4 năm rồi. Rồi. Đây ạ. Giò số 20. 600.000. Đây. Đây các anh nhìn khung nũa nhá. Siêu đẹp rồi. Xếp nhờ sang cả cửa nhà hàng xóm này các bác này. Rồi, bây giờ nên kiều đi. Giò số 56 này, 250.000. Nụ đâu? Nụ giờ đang nứt rồi đúng không? Có cái không? 56, 250.000. Kiều số 58 này, 250.000 đây các bác này. Rồi. Giò số 60 đây các bác ơi. 250.000. Nói chung là bây giờ nó đang sưng nụ thôi, nó đang sưng bé lắm các bác. Nên là nó còn ra nhiều nụ nữa các bác nhé. Giò số 59. 250.000 đây các bác. Rồi ok. Bây giờ là mùa nụ của kiều, mùa nụ mùa hoa rồi các bác. Bắt đầu rồi. Số 57 250.000 đây các bác này. Em để cho các bác xem kỹ một chút. Đây nó mới bắt đầu đang sưng thôi. Đấy, thế cho nên là chuyển tuyệt đối an toàn. Số
số 42 này 250.000. Đang nụ hết các bác nhé. Rồi, em quay chạy đua thời gian không trời tối nơi rồi. Số 41 250.000. Cái này thì nụ rất là to rồi. Đây có những cảnh hai nụ đây các bạn. Đây. Số 61 này 250.000 đây các bác. Rồi. Số 46 này 250.000 đây các bác. Đang nứt nụ hết rồi. Ok. Số 43 này 250.000 đây các bác. Rồi. Số 44 này 250.000 kiều vàng. Rồi ok. Số 53 này 250.000 đang nụ các bác nhé. Đây là số 50 này 250.000 này. Số 50 10 giò như 10 thôi các bạn. Gọi là đánh số cho vui thôi. Số 55 này 250.000 này. Số 45 này 250.000 này. Cũng đang nụ hết nha các bác nhé. Tối qua em không soi khi quay nốt kiểu này rồi em sẽ mắc bóng điện. Số 52 này 250.000 này. Số 51 này 250.000 rồi. Mắc bóng điện anh. Các bác chờ em một chút. Các bác ơi, em phải di chuyển chỗ để lấy ánh sáng. Số 49 này 250.000. Đang báo nụ hết các bác nhé. Rồi. Số 48 này 250.000. Rồi. Số 54 250.000. Rồi. Số 47 250.000 thôi các bác. Rồi. Đấy còn 3 giò kiều to. Đây giò kiều to này các bạn này, số 72 này 450.000. Đang báo nụ nhiều lắm các bạn. Đang báo nụ rất nhiều luôn. Có nụ nó to này rồi, đây nụ bé. Đây thực ra nó nhiều lắm cơ, thôi không soi hết được đâu đây. Nhiều lắm các bạn. Số 73 này 450.000. Đang báo nụ hết nhá. Cái này giò này toàn nụ bé này thôi. Rồi. Đây giò này siêu to này các bạn này. Số 71 này 450.000. Rồi ok. Hết kiểu. Đến đến môi tua. Cái môi tua này là các ở miền Bắc gọi là môi tua bởi vì bông hoa của nó, môi của nó tua rua ra nên gọi là môi tua. Còn trong miền Nam các bác gọi là hoàng long vĩ nha các bác nhé. Cũng đang báo nụ cả rồi. Thì giò này là mới ghép ổn định thôi các bác nhé. Giò số 25, 200.000. Giò số 24, 200.000. Rồi. U sách những giò kiều vào trong nhà đi. Giò số 29 cũng môi tua hay hoàng long vĩ đấy ạ. Đây, rất to, 200.000. Rồi. Quay số về đây. Giò số 28 200.000. À đâu, 250.000, em nhầm. Chết, giò này to hơn. Rồi, ok. Rất to. Giò số 27 200.000. Rồi. Giò số 26 200.000. Rồi. Giò số
30 200 nghìn. Có cây nó dài như cây kim thoa ấy các bạn. Đây ý ngọc đây các bạn này. Gọi là nằm cánh trắng họng tím này. Số 33 250 nghìn đây các bạn. Nụ đang như gai. Em thông báo luôn là cũng ý ngọc này là toàn bộ hàng ghép ổn định thôi nhá, chưa phải hàng thuần. Nhưng mà các bác chơi hoa là quá ok. Rồi. Giò số bao nhiêu? Quay đây. Giò số 35 250 nghìn. Cũng đều đang nụ hết, đang gai nụ hết nhá. Đây. Rất là nhiều vòi hoa. Đây là giò số 38 này, 250 nghìn. Tất cả đang nụ hết các bác nhé. Vận chuyển thì các bác yên tâm. Số 38, 250. Số 37, 250 nghìn. Đây tất cả, đây là những tay hoa các bác nhé. Đây này. Đó, các bác thấy chưa? Đây. Rồi. Đấy, vừa sáng xong trời đã tối đen rồi đấy các bác ơi. Nói chung là phục vụ các bác xuyên ngày đêm. Số 36, 250 nghìn. Không dưới 10 tay hoa đâu các bác nhé. Rồi. Số 34, 250 nghìn. Đây có những tay hoa nó dài đến cả mét đấy các bác ạ. Đây. Giò này quá đẹp. Rồi. Hết ý ngọc đi. Số 32 250 nghìn. Rồi. Số 39 250 nghìn. Đấy, có những vòi hoa vẫn dài cả mét luôn các bác nhé. Đẹp lắm. Cái này nó mà bung nụa thì khỏi phải bàn. Rồi, nong tú đá. Đây, em phục vụ các bác món nong tú đá hoa trắng. Đâu, hoa cánh sen. À đâu, xin lỗi. Hoa tím, cánh sen nhé. Số 75, 300 nghìn đang nụ. Ghép ổn định thôi các bác nhé. Nói chung là ghép như này là quá ok rồi, nụ như pháo luôn. Rồi. Giò số 81, 350 nghìn. 350 nghìn, nụ đây. Đây các bác thấy nụ nó to lên cái nó phồng tím luôn. Tí các bác sẽ được chiêm ngưỡng mặt hoa. Nòng tú đá này châu các bác nhé. Nhiều nhiều shop cứ làm như là hiếm lắm, bán giá trên rời. Số 78, 200 nghìn. Rồi. Đây, cái này rất đẹp này, mà lại rẻ này. Số 76, 400 nghìn. Đây các bác. Rồi, ok. Đây ạ, số 80, 400 nghìn. Đây, nụ nhiều lắm nha các bác nhé. Các bác thông cảm đau mắt giúp em tí. Vì tối qua em muốn phục vụ các bác lắm. Rồi. Số 77, 200 nghìn. Rồi. Số 83, 200 nghìn. Để mầm đây các bác. Nụ đây. Rồi.
Đây các bác nhìn nụ bắt đầu bung tím như này. Đây, số 84, 400.000. Rất đẹp luôn nhá. Rồi, mầm đang lên như mạ rồi. Số 85, 600k đây coi này. Đây mầm đây. Đây. Và nụ đây. Nói chung là đẹp lắm các bạn. Rồi. Số 82, 500k đây coi này. Đây nha. Đấy, giò này em đã từng view hôm qua rồi. Đấy, có thân dài đến 6-70cm luôn. Nụ thì miễn khỏi bàn và mầm cũng miễn chê. Rồi. Đây, tiếp tục giò siêu đẹp. Và khúc nũa cũng phải nói là cực đẹp. 79, 700.000 đây các bác ơi. Đấy, nũa thì hang hốc đầy đủ nhá, mầm nụ thì miễn khỏi bàn đây. Đấy. Còn giò nong tu đá kia nữa. Đấy, giò thuần. Đây, giò nong tu đá này thuần 3 năm rồi các bạn. Số 87, 700.000. 87, 700.000. Khúc nũa cũng quá đẹp các bạn. Khúc nũa đấy trị giá nó cũng vài trăm nghìn đấy. Đây, số 68, giáng hương tam bảo sắc hay quế tháng 4 đấy các bạn nhé. 1.000k, 1 triệu. Đây, các bạn có thể nhìn nụ. Đã nhìn này rồi. Giò này không dưới 50 bông hoa đâu các bạn. Đây các bạn này. Đấy, đang ra vòi nhiều lắm rồi. Ok, cũng thuần 3 năm rồi các bạn nhé. Đây ạ. Giò giáng hương tam bảo sắc số 69 này. 700k, giò này quá rẻ này các bạn này. Giò này cực rẻ luôn. Xung quanh luôn. Rồi ok. Đấy. Đây em còn một giò vôi to và hai giò vôi nhỏ. Sau một chút nữa em sẽ giới thiệu các bác đến mặt hàng này. Đây, giò vôi này rất là to. Giá mã số 66, 2.500k. Tất cả là đang nụ các bác nhé. Đây các bác này. Nụ thì nhiều vô số kể. Đây các bác này. Nói chung là đây. Nụ đây nhé. Từ gốc đến ngọn luôn. Thưa các bác nhé. Rồi. Đây ạ. Giò vôi số 65, 250.000. Đang nụ đấy các bác nhé. Rồi ok. Giò vôi số 63, 250.000. Đây các bác. Giò này hoa rất đậm. Đang nụ nữa, đang hoa. Rồi. Đây ạ. Giò này thì siêu đẹp. Bác nào nhanh tay bác lên đấy nhé. Số 64, 250.000. Nụ tím ngắt luôn. Không khác gì nụ kèn luôn. Đấy, bác nào nhanh tay bác đây nói. Đấy. Như vậy đó là tất cả mặt hàng giò ngày hôm nay. Đây em có một cái mặt hàng kg để các bác sưu tầm. Đây em giới thiệu đến các bác nhé. Đây là địa nan ngũ sắc. Đấy. Và trong các dòng nan này thì các bác phải nhìn kỹ cho em. Đây là một họng hoa này. Ok chưa ạ? Đấy. Nhưng đây lại là một họng hoa này các bác.
Đó, một họng khác nhá, đúng không? Đây lại là một họng hoa lan khác nữa này. Đấy, các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Riêng cái hoa này nó cực kỳ đa dạng luôn. Đây, và cây của nó là kiểu dạng giả hành như thế này. Đấy, đây các bạn này. Đấy, rất đẹp các bạn. Nói chung là địa ngũ sắc này rất đẹp. Đây, đây nha, các bạn nhìn nhá. Em chỉ cần, em không cần lựa chọn, em lật bất kỳ bông hoa nào lên để các bác thấy sự đa dạng về về cây hoa của nó. Và cánh hoa ở đây là mới hé nở thôi. Đây này, các bác nhìn này. Đấy, cánh hoa của nó thì độ hoa dài của nó thì cũng dài gần bằng ngón tay đấy các bác. Để các bác thấy chưa? Đấy, nó chưa xòe hoàn hẳn ra nhé. Đây này. Đấy, đây lại một cái khác biệt nữa. Các bác nhìn thấy chưa? Nó đa dạng lắm. Để treo cái cụm to kia. Cái địa lan ngũ sắc này thì em báo giá luôn với các bác này. 200.000 một kg. Và 1 kg thì xin lỗi các bác, trồng phải nói là rất là nhiều. Vì vậy là các bác có thể mua 100.000 nửa kg. Đấy, thoải mái luôn. Còn cái dòng này bán không? Này không bán à? Cái này đẹp lắm nhưng mà các bác không bán. Đấy, đây một loại lan đấy. Rất đẹp luôn này. Đấy, như vậy đó là toàn bộ hàng hóa ngày hôm nay để phục vụ đến các bác. Đấy, chạy vòng quanh mấy lượt mới tìm được ánh sáng để quay phục vụ các bác. Các bác nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi kênh giúp em. Và mỗi bác cho xem video cho em xin một like. Và nếu một xe về chia sẻ về Zalo hoặc là Facebook giúp em xin chân thành cảm ơn các bác. Em sẽ phục vụ các bác xuyên suốt mùa hoa này và dài dài. Em xin cảm ơn các bác.